phiên bản lễ hội 50 năm chính thức khởi động tại máy chủ mặt trời. Cho anh em đang có nhiều câu hỏi và thắc mắc về đợt update này đúng không? Đừng lo, Trạm Game đã chuẩn bị đầy đủ hành trang cho anh em đeo đanh tại MS2 2024 này rồi. Không lo tới cổ nhá. Video này TNG đánh giá sức mạnh các vị tướng sau chỉnh sửa bằng cả thông số bảng xếp hạng tướng và cảm nhận chơi của bản thân sau gần 7 ngày du học trước bên Cyberdyne. Bắt đầu thôi. Đánh giá chỉnh sửa Roshi. Có anh em là đang thắc mắc liệu Roshi sau khi được chỉnh sửa lại chiêu cuối liệu có bá đạo và hot pick không nhỉ? Bản Việt chúng ta từ 24 tháng 4 anh em mới thể bắt đầu trải nghiệm phiên bản lễ hội 50 năm. Như thường lệ, chắc nhiều anh em giống Trạm Game đã mò sang bên bản đài bản chính thức nhá. Hôm 17 tháng 4 chơi trước rồi. Đầu tiên về mặt thông số của Roshi ở bảng xếp hạng ranh đài đi, thì sau gần một tuần tỷ thắng của Roshi từ 48,09%, đây là chỉ số ngày 16 tháng 4 trước hôm từ búp giảm xuống chỉ còn 47,9%. Dù là giảm nhưng không đáng kể vì nhiều anh em test lỡ thua nhiều giảm là bình thường. Bởi thực ra Roshi không phải là chủ lực gánh team, còn tỷ chọn từ 1,29% tăng mạnh lên 4,15%. Dễ hiểu đúng không? Áp chế mới mà, ai chẳng muốn test. Về bản Việt mình anh em cũng test nhiều thôi. Nhưng như đó vẫn chưa thực sự đủ đâu để giúp Roshi lọt vào top 5 tướng tank được sử dụng nhiều nhất bên đài. Đó là những thông số thể hiện độ hot và phần nào sức mạnh của Roshi sau khi chỉnh sửa. Chúng ta gọi vui là sức mạnh lý thuyết. Và đây là vài cảm nhận của cá nhân Trạm Game khi test khá chậm. Tất nhiên có thể cảm nhận của TNG chưa thực sự chuẩn vì mạng hơi lag. Nhưng anh em có thể tham khảo nhé. Sửa chú cuối thành áp chế, không thể bị hóa giải, nhất là khi sử dụng keo lửa và bắt chúng chủ lực kỳ địch, tạo lợi thế cực kỳ lớn cho team. Chỉ cần có đồng đội ở sau thôi, khá thoải mái khi anh em sử dụng chú cuối, tự tin kéo hơn và áp lực cực căng lên đối thủ. Nhưng khi hết chú cuối, Roshi không khác gì là bao cát, khá là vô hại nếu đằng sau của mình đồng đội không có đam để trả đối thủ. Vì tầm đó Roshi chỉ có thể lao vào và khép góc mà thôi. Và hy vọng một điều, đối thủ cận chiến sẽ bâu vào mình để thể dính thêm cái lượng sát thương đốt. Nếu anh em đi trợ thủ, dùng phụ trợ thổ hệ phiên bản mới giúp Roshi thêm lượng máu rất là lớn, búp xong giáp châu và tạo điều kiện cho Roshi có thể lên cao, dùng keo lửa kéo kẻ địch và thêm tự tin áp lực hơn. So với chưa chỉnh sửa thì rõ ràng Roshi bây giờ đã trở nên đáng sợ và áp lực hơn trước. Một điểm cho anh em không mấy để ý, việc đổi từ khống chế thành áp chế không chỉ khiến Roshi có thể kéo mọi kẻ địch và không bị giải, còn khiến kẻ địch không thể bấm thuấn thạch hay là thương kiếm khi bị kéo nhé. Theo TNG, Roshi là vị tướng tối ưu để anh em đi team hoặc là đeo đánh cao, có sự phối hợp ăn ý. Chứ đánh đơn mà ít sao hơi khó chơi, đặc biệt là ở đầu mùa này anh em test thì được, chứ mà để chọn là tướng đeo đanh thì thôi. Chúng ta có phải chờ xem ở giải phiên bản mới nhất liệu Roshi có được tỏa sáng không. Nhưng theo TNG, với những đội tuyển có chiến thuật rõ ràng và top chơi kiểu hy sinh như là FPT hay là SGP, mà thật ra những Nailu, Maki hay là NTNZ đều để chơi tốt top gánh và top tank nên khả năng xuất hiện là cực cao, chứ kể Roshi có thể đi trận thủ nữa cơ mà. Đánh giá chỉnh sửa Kane là một vị tướng sau nhiều lần chỉnh sửa, hắn ta vẫn cho thấy độ hot và độ nguy hiểm của mình ở cả rank và giải đấu. Vậy ở lần chỉnh sửa này có khiến cho Kane bị mất hút? Anh em cùng Trạm Game đá qua một chút ở bảng xếp hạng sau một tuần hiệu chỉnh. Đầu tiên là tỷ thắng từ 52,3% giảm xuống chỉ còn 49,9%, tỷ lệ chọn từ 6,81% giảm xuống còn 6,35%. Cũng không giảm đi quá nhiều lượt chọn đâu. Tuy nhiên tỷ lệ cấm từ 34,02% giảm khá mạnh khi chỉ còn là 30,9%. Đây là tin vui anh em nhá, cấm nhiều ấy, chẳng ai vui cả, giống TNG thôi, lúc làm clip bị cấm là cay lắm. Có thể thấy, mặt thông số kia đã được thả nhiều hơn, còn lượt pick ở bên máy chủ đài này không phải là dạng không cấm bị chọn luôn. Anh em nhớ nhá, bản đài và bản Việt cấm chọn và tướng ghét hay là tướng chọn nhiều hơi bị khác nhau đó. Vậy thì tỷ thắng của Kane giảm, liệu phải là dấu hiệu Kane bắt người được kém đi và không thể củ hành kẻ địch? Dưới đây sẽ là một vài cảm nhận của Trạm Game khi chơi Kane sau khi bị giảm sức mạnh. Sát thương kết thúc dấu ấn ở chiêu 2 bị giảm 1% ở mỗi cấp chiêu khiến cho Kane khó dứt điểm đối thủ hơn. Hay đúng hơn là chúng ta muốn có những pha giả ngầu quay đi chờ đối thủ nổ boom và lên bảng thì phải gây thêm sát thương chứ không xúc đam áp lực như trước đâu. Chưa một bị giảm sát thương đáng kể nên ở đoạn đầu game Kane sẽ bị chậm lại một chút. Muốn xúc đam chủ lực anh em phải chờ cái đồ cơ. Dù cho bug chưa một được sửa nhưng là không đáng kể. Nếu đi trợ thủ, Kane sẽ được thêm phần châu bò nhờ phụ trợ mới cộng thêm kha khá máu mà đam gây ra vẫn ổn. Món phụ trợ hủy diệt bị mất nên Kane bây giờ chỉ để dựa bộc phá mà canh đam và bắt chủ lực kẻ địch khi anh em đi trợ thủ. Và một điểm nhỏ khá hay đó chính là món đồ soi mắt để đối đầu với Kane đã được thêm cái lượng sát thương phép đốt 4 lần các bạn nhá khi sử dụng, nên anh em chơi Kane nhớ cẩn thận đó. Còn ở giải đấu, còn khả năng tăng hình thì vẫn cực kỳ lợi hại, kiểm soát bản đồ quá tuyệt vời luôn. Chưa kể đồ giải không chế bây giờ mất khả năng hồi máu rồi, tạo điều kiện cho Kane để dồn sát thương gắt hơn. Còn đồ soi mắt đã mất đi tốc độ chạy rồi anh em nhá. Thành ra muốn bắt Kane không dễ dàng gì. Nhưng điều TNG mong nhất là anh em được chơi nhiều và bất cấm. Anh em hãy vào test Kane đi và trở lại feedback cho TNG biết cảm nhận của anh em với nhá. Và sau đây là một vài chỉnh sửa khác về đồ trợ thủ anh em cần phải nhớ khi anh em đeo đanh. Đầu tiên, chọn đồ trợ thủ gì cho tướng. Anh em cần nhớ, thổ hệ giúp tăng sóng giáp cho bản thân và đồng đội, hỏa hệ giúp tăng tốc độ đánh, hồi chiêu cho bản thân và đồng đội trong phạm vi, còn tăng 1200 máu ở đồ cấp 3 ư, tướng nào chẳng có đúng không?
Giá tiền của đồ trợ thủ ở cấp 3 tăng từ 1.200 lên 1.600. Đừng lạ, tăng cả đống máu cơ mà. Xóa đồ trợ thủ nguyên lực và hủy diệt, hợp nhất nhánh thủy hệ và hóa hệ. Thêm hai đồ trợ thủ kích hoạt mới, hồi huyết, giúp hồi phục cho bản thân và một đồng đội máu thấp nhất. Thân tốc, giúp tăng tốc cho mọi tướng ở trong phạm vi. Tên một cái là chỉ dùng ở trước tranh thôi, cho tranh chán lắm. Đồng thời thống nhất và thay đổi thông số các đồ trợ thủ cấp 3. Xóa hồi chiêu, tăng máu và gia tăng công lý công phép tùy vào chất tướng các bạn nhé. Anh em vỡ thì sử dụng hai đồ kích hoạt một cách đơn giản, mặc dù anh em không còn nguyên lực các bạn nhá. Mời anh em xem video và làm theo là ok. Đánh giá chỉnh sửa Moren. Sau Van Heen và Phoenix thì Moren là vị tướng xạ thủ tiếp theo được tốt lại gần như là toàn bộ kỹ năng. Và chắc nhiều anh em thắc mắc liệu Moren có thể tỏa sáng như là Van Heen hay là phải tăng thêm sức mạnh mới thể tỏa sáng được như Phoenix. Và đây là một vài cái nhìn đầu tiên về Moren sau gần một tuần được hiệu chỉnh tại bản đài. Về mặt thông số, tỷ thắng từ 47,64%, Moren đã vươn lên 51,5%, đã giúp Moren thoát khỏi top những vị tướng có tỷ thắng thấp nhất, đứng luôn top 5 tướng có tỷ thắng cao nhất cơ mà. Tỷ chọn từ 0,49% nhảy lên 2,09%. Tuy tỷ chọn vẫn thấp nhưng với Moren đó là một cái bước tiến lớn. Còn tỷ thắng cao trong top 5 thì theo TNG đánh giá cũng ok đó, nhưng tỷ thắng top 5 nhưng chọn chỉ có 2,09%, nó chưa quá thuyết phục. Nên theo TNG, nếu xét về bảng xếp hạng tướng đấy ạ, thì thiên về tỷ chọn hơn chứ không phải là tỷ thắng. Tiếp theo là cảm nhận của TNG khi chơi Moren bên đài. Thời gian duy trì nội tại tăng lên 2,5 giây khá ngon đấy chứ, giúp Moren tự tin chơi và tồn tại giao tranh khỏe hơn. Khả năng phòng thủ mặc dù bị giảm một tí nhưng mà TNG cảm thấy vẫn đủ trâu. Đánh đam chiêu 1 thì khá là to, dùng chiêu 2 thường xuyên hơn. Khi đó ông ta để tạo ra nhiều pha ao nhây hơn, đi đường ổn hơn trước vì đam chiêu 1 ok rồi mà. To hơn, công tầm xa hơn, nội tại thì lâu mất nên khá ngon và khỏe. Sau khi chưa chỉnh sửa thì Moren bây giờ đáng sợ và mạnh hơn lúc trước khá nhiều. Có thể mạnh từ đầu tới cuối game luôn, chứ không phải cần chờ tới late game hay có đủ đồ mới để chơi được như trước. Dù vậy, nếu so với những vị tướng top tier xạ thủ khác như là Terry, Vio hay là bọn Van Heen, Elsu, Stuart thì vẫn hơi khập khiếng nhá. Thực sự trái game đang chờ, hy vọng là ở giải đấu đấy ạ, khi họ cập nhật cái phiên bản mới nhất này thì Moren sẽ được các tuyển thủ chơi, đặc biệt là những đội như SGP hay là Oanta và cả các tuyển thủ thích sự mới lạ như là Eret, Diboom, Kai. Anh em nghĩ Moren liệu nổi như là Phoenix hay không? Hãy comment ngay dưới video nhé. Đánh giá chỉnh sửa Minh, một quả bom xì từ khi ra mắt và sau nhiều lần búp, Minh vẫn chưa làm cho anh em game thủ và đội ngũ chỉnh sửa thỏa mãn. Đó là lý do vì sao Minh lại tiếp tục được búp ở phiên bản này. Về mặt thông số ở bảng xếp hạng nhé, Minh từ đáy xã hội với tỷ thắng ở vai trò trợ thủ chỉ là 47,38% và sau khi búp, phong độ tiếp tục được duy trì khi giảm tỷ thắng còn 47,16% và vẫn ở đáy bảng xếp hạng. Tuy nhiên, tỷ lệ chọn có nhích lên 1,12% lên 2%, đúng kiểu là có búp nhưng chưa đáng kể. Và đây là cảm nhận của chàng game, nội tại hồi phục được gia tăng, đặc biệt là hồi phục cho chính mình. Bởi anh em thử biết đó, dùng chiếc cuối Minh ở búp cho đồng đội thì tốn cũng ôi máu đúng không? Nên việc hồi phục cho bản thân Minh tăng là tín hiệu tuyệt vời. Nói thật tốn máu quá, đôi lúc TNG còn lười búp cho đồng đội, sửa vậy là quá hợp lý rồi. Việc cơ chế kỹ năng 1 và 2 nó thay đổi, thay vì chỉ tập trung mắc chiêu 2 là được tăng tối đa công vật lý, công phép và song giáp, giờ anh em phải lựa chọn mắc chiêu 1 hay là chiêu 2 hoặc là tăng đều nhé. Còn việc chọn như nào, xem chủ lực mình cần gì để nâng mắc chiêu 1 hoặc là chiêu 2 là ok ngay. Kèm thêm thay đổi của đồ phụ trợ mới quá tuyệt vời. Anh em khi lên đồ phụ trợ cho mình nhá, cộng thêm cực kỳ nhiều máu mà công phép vẫn tăng, giúp bọn ta có thể gây ra sân phép và hồi phục hơi bị ngon đó. Sau lúc chưa chỉnh sửa nhá, thì rõ ràng mình đã trở nên mạnh mẽ hơn về khoản đó chính là búp hồi phục cho đồng đội. Nếu kết hợp thêm cả đồ trợ thủ mới đó chính là hồi huyết thì cái lượng máu hồi trong thời điểm khá là khủng khiếp đó anh em. Hai lần sử dụng cơ mà. Nhưng TNG thấy là hai cái đồ mới hồi huyết vệ tăng tội chạy nó hơi gân gà một chút, không phải bằng đồ giải không chế được. Thật ra trước khi búp lần này mình đã được dùng ở trong giải đấu rồi, nhưng tần suất chưa nhiều và hiệu quả chưa cao. Mong rằng sau cú búp này mình sẽ được sử dụng nhiều hơn, đặc biệt ở trong rank các bạn nhé. Đánh giá chỉnh sửa Darcy. Cú làm lại Darcy chắc chắn khiến ông ta vừa vui mừng và hụt hứng một chút. Vui vì cuối cùng nhà game đã sửa Darcy rồi, còn hụt hứng một chút vì giải đấu vẫn chưa sự xuất hiện của Darcy. Và ở bản update bên đài hôm 17 tháng 4, việc Darcy lại được búp khiến cho anh em lại thêm tò mò liệu Darcy có trở lại không. Và ở thông số bảng xếp hạng thì tỷ thắng của Darcy từ 47,94% tăng lên 49%, đồng thời tỷ chọn từ 2,65% lên 3,36%. Đây là một dấu hiệu tích cực, phần nào đó thấy được rằng Darcy sau khi búp đã được game thủ hưởng ứng và chơi nhiều hơn. Và dưới đây là một số điểm mà chàng game cảm nhận khi chơi vị tướng này. Chiêu 1 được giảm hồi chiêu xuống còn 7 giây, giúp Darcy di chuyển cơ động hơn, đi ganh nhiều hơn ở đoạn đầu game, đuổi bắt chủ lực kẻ địch dễ dàng hơn, sát thương khả năng ao nhiên liên tục hơn. Còn chiếc cuối, thời gian hồi chiêu tận 5 giây ở đầu game, giúp Darcy phát huy tối đa khả năng giao tranh và dễ chơi hơn nhiều. Cảm giác chơi Darcy sau chỉnh sửa nhá, nó mượt và phê. Cảm giác chỉnh sửa xong đầu và cuối game tự tin hơn hẳn. Tuy nhiên, việc Darcy có trở lại giải không, chúng ta phải chờ các bạn nhé. Đánh giá chỉnh sửa Celica, có một comment khá hay mà TNG đọc được.
đó là thay vì không thể chọn vị trí nằm lại, giờ đây Seneca đã thể tự chọn vị trí cho việc nằm lại của bản thân. Một câu mỉa mai khá thú vị. Và sau khi được sửa nhẹ, tỷ thắng của Seneca chút tăng tiến từ 48,74% lên 49,7% và sắp tới còn tăng thêm nữa cơ. Và tỷ cho có thể nói là tăng gấp đôi từ 2,8% lên 4,36%. TNG nghĩ rằng tăng vậy chưa đủ đâu, còn tăng nữa. Đó là hai thông số ở bảng xếp hạng rank đài. Còn sau đây một vài cảm nhận của TNG khi chơi. Sửa chút cuối, lướt thêm cái đoạn khá là ngon giúp Seneca thêm phần cơ động hơn cho tranh. Cả mác chơi sau khi chỉnh sửa rất là thoải mái và chủ động, chọn góc đặt chiêu cuối bắn thoải mái hơn nhờ lướt một cái đoạn sang tường. So với lúc chưa chỉnh sửa thì Seneca trở nên cơ động hơn, dễ bắn vào đội hình kẻ địch hơn. Vì hồi trước nha, Seneca hơi bị động và bị phụ thuộc tốc biến. Nhưng hai yếu điểm vẫn tồn tại chính là không có tầm dự kiến khi tung chiêu cuối, và khi dựng pháo, Seneca vẫn là mục tiêu bị kẻ địch nhắm tới hàng đầu, nên anh em cứ phải chơi để cảm nhận. Và với chiêu cuối thì vượt địa hình này, anh em hoàn toàn thể cầm phép bổ trợ khác ngoài tốc biến giúp Seneca đáng gờm hơn. Ví dụ như là gờm thép thì sao nhỏ, Seneca sửa vậy đã đủ đeo rank chưa, hay là pick chỉ để chơi kèo khắc chế? Hãy để lại feedback của anh em dưới video nhé. Đánh giá chỉnh sửa Krizik, sự thay đổi của các không quá lớn, nó chỉ thêm một tí tốc chạy. Nhưng hãy cùng TNG xem thông số vị tướng này sau chỉnh sửa ra sao nhé. Tỷ thắng từ 49,11% tăng nhẹ lên 50,7%. Tỷ chọn tăng gần gấp đôi từ 1,64% lên 3%. Cho thấy rõ sự tin dùng và hiệu quả của các đem lại là có. Tiếp đến là một vài cảm nhận của Tràm Game khi chơi vị tướng này. Tốc chạy tăng thêm một ít, Krizik nói chung là cũng đáng sợ hơn anh em ạ. Cả mặt chơi đương nhiên rồi anh em. Thay đổi mà, thay đổi cả đồ trợ thủ và cả tăng tốc chạy, quá tuyệt vời luôn. Đồ trợ thủ mới nha, đồ thổ hệ nếu các bạn lên đấy ạ, các sẽ được thêm rất là nhiều máu, trâu hơn và thêm song giáp cho cả bản thân và đồng đội, rất là tuyệt vời. Bây giờ đồ giải mất hồi máu rồi, nên nếu các kết hợp thêm một đồng đội có sát thương kiểu như là Chrissy hay là Kinnak thì dù kẻ địch giải được thì vẫn có thể bay màu như thường. Sau lúc chưa chỉnh sửa nha, các bây giờ đáng chơi và mạnh hơn một chút, nhưng TNG thấy rằng chỉnh sửa tướng thì ít nhưng mà chỉnh sửa đồ trợ thủ nó quá đỉnh đi. Vì sao ư? Đồ trợ thủ thổ hệ bây giờ nha, tăng cả đống máu và song giáp cơ mà. Nhưng theo TNG, chơi cock đừng pick bất chấp. Kiểu cái địch lấy Dumbua, Toro hay là Chona mà anh em chơi cock thì tầm late game là siêu phế luôn. Bạn nghĩ sao về vị tướng này và chỉnh sửa đồ trợ thủ? Đó là cảm nhận riêng của TNG với 7 vị tướng này sau chỉnh sửa. Anh em nhớ vào rank chơi và feedback lại cho TNG nhé. Áp dụng tại mùa S2 2024, anh em nhớ xem chi tiết tránh lúc đeo rank lại không biết sự thay đổi và bị quê trước mặt đồng đội, bạn bè hay là crush. Nhớ chia sẻ cho bạn bè của mình, tránh họ tối cổ nhá. Chỉnh sửa Ken là sát thủ rất mạnh và gần như bị auto cấm ở rank và giải, nhưng khó thể thoát khỏi lời nguyền dính bug. Cụ thể, sửa lối sát thương lần 2 của chiêu 1 Ken không cố định lên kẻ địch máu thấp nhất trong phạm vi, tức là nó đang có tỷ lệ không auto 100% vào mục tiêu máu thấp nhất. Việc sửa cái bug này giúp Ken khi combo vào nhiều kẻ địch đứng cạnh nhau, đảm bảo sẽ gây sát thương lần 2 trúng vào kẻ địch bị thấp máu nhất. Thế mới thấy, dù dính cái bug bất lợi nhưng hiện tại Ken vẫn quá nguy hiểm ở rank đi. Anh em đừng quên, Ken còn bị giảm sức mạnh trực tiếp nữa đó. Sửa cái bug này liệu phải là bù đắp không? Có anh em nào đang cài đặt cấu hình đồ họa thấp không? Hãy cẩn thận, vì Ken đang dính cái bug rất thú vị. Nếu máy của anh em yếu, cài đồ họa thấp nhất là không biết được Ken nó tấn công đồng đội khi nào đâu. Cụ thể, sửa lỗi ở chất lượng hình ảnh thấp, phe kẻ địch không thể thấy hiệu ứng hiển thị tàng hình của Ken trên đầu đồng đội. Anh em cứ nghĩ đi, một con Ken nó hiện cảnh báo đã đáng gờm. Giờ nó mà như ngộ không nhá, không có cảnh báo, xong nó cứ chạy vòng vòng thì có mà loạn. Đồng đội đối thủ sẽ rất là khó bảo kê hoặc là xử lý nếu không đứng cạnh nhau. Nhưng thật may ở bản update mới nhất lễ hội 50 năm, anh em chơi cầu hình thấp sẽ không còn phải lo lắng nữa. Chỉnh sửa Aiza mang tiếng là bị tướng lười nhất liên quân, nhưng đây thực sự là một lựa chọn tốt để anh em đeo rank nếu bạn lệch chỉnh kỹ năng. Nhưng sắp tới chúng ta để coi là tính năng, anh em thích Aiza nhiều hơn. Hiện tại chưa một con nàng hỗ trợ thêm chức năng hiển thị đi theo camera, dễ hiểu chưa một Aiza hỗ trợ góc nhìn tung chiêu. Một thay đổi nhỏ của Aiza khi anh em dùng chiêu 1, chúng ta sẽ được góc quay đi theo chiêu. Nó na ná kiểu anh em chơi stream bật cái này khi dí chiêu 1, xéo camera đi theo. Dù thực tế Aiza khi ngồi đầu đồng đội góc nhìn được tăng rồi, chỉ là ông nào lười ghi map các thứ thì sẽ rất là ok đó. Chỉnh sửa Sinit. Và Sinit đang bị một cái bug liên quan đến trang bị, đó là sửa lối sát thương lần 2 của chiêu 2 Sinit không thể kích hoạt nội tại của thương lòng Guinness. Hay dễ hiểu thì mục tiêu không bị giảm giáp từ thương lòng. Mặc dù chúng ta chơi Sinit ít anh em dùng thương long, có thể là do cái bug này chăng? Và sau khi sửa, biết đâu được cái chen Sinit lên thương long lên ngôi sao nhở? Anh em nhớ test thử khi cập nhật phiên bản MS2 2024 nhá. Chỉnh sửa Van Hen đang là xạ thủ hot với chiến thuật đánh nhanh thắng nhanh ở đầu game. Nổi tiếng nhất ở Van Hen chính là tốc độ đánh. Tuy nhiên, không phải cứ nhanh là tốt. Van Hen dính một cái bug rất thú vị. Sửa lối khi Van Hen tăng tốc độ đánh quá nhanh sẽ bị di chuyển chậm lại. Anh em đã từng phải tự hạn chế mức tốc đánh cho Van Hen là 150% tốc đánh chưa? Vì vượt quá là khỏi thả diều luôn, phải đứng im bắn như là con drone. Nhưng khi sang mùa S2 được sửa thì thoải mái thả diều dù tốc độ đánh trên 150. Cú sửa này được ý chứ? Anh em đã từng gặp cái bug này và bị chia sẻ ngay dưới video nhé. Chỉnh sửa Volcat.
Vôn cát Côn Bắc thú vị, sửa lỗi thời gian duy trì tăng tốc của chiếc cuối vôn cát không khớp với mô tả, hay chính xác hơn, sửa lỗi giai đoạn tăng tốc chiếc cuối vôn cát bị chậm lại trong một giây. Chú tài tại đang bị dính cái bất bất lợi khi anh em dùng chiếc cuối vôn cát, tuy không phải là vấn đề sát thương, hồi phục hay là bất tử, nhưng việc đạt tốc độ cực đại chậm hơn cũng sẽ ảnh hưởng đôi chút. Tất nhiên, sau khi update mùa S2, anh em sẽ không còn phải chịu cái bất bất lợi này, nhưng anh em on charm vôn cát hiện tại vẫn sẽ phải chịu đựng bất thêm một tuần trước khi bản Việt mình update lễ hội nằm Việt Nam nhá. Còn thời gian update ư? Anh em bấm phần đầu rank xem ngày reset là biết mà. Chỉnh sửa mình, nếu so với Erin thì mình đúng kiểu xứng đáng xích dép. Thật may là sau vài lần búp, mình đã được chơi ở giải đấu rồi. Và anh em đừng quên rằng tại mùa S2 này, mình cũng được búp trực tiếp đó. Nhưng chúng ta nói về bug trước đi. Cụ thể, sửa lỗi, sau khi mình tăng cấp chiêu 2, thuộc tính người được liên kết không thể thay đổi lập tức. Nhiều anh em sẽ nghĩ rằng, dù nâng max chiêu 2 cũng không tăng thêm thuộc tính mới khi nâng chiêu đúng không? Nhưng theo ý hiểu của trạm game như sau, chỉ cần anh em đổi mục tiêu nhận chiêu 1 và sau đó kết nối lại mục tiêu thì sẽ được tăng chỉ số lại ngay. Chỉ là nếu anh em siêu đồng đội suốt không chịu thay đổi thì bug này căng đó. Trạm game thì toàn thay đổi mục tiêu liên tục nên không ảnh hưởng cho lắm. Mà kệ đi, sang mùa 2 chúng ta không phải chú ý cái bug này nữa rồi. Chỉnh sửa Terry, đang là xạ thủ rất hot, mạnh ở cả rank và giải đấu, nhưng Terry dính cái bug có thể nhiều anh em chưa biết. Sửa lỗi chiêu cuối Terry trúng tức địch sẽ xuất hiện hiệu ứng bất thường dưới chân đối thủ. Cái này chỉ là sửa lỗi hình ảnh thôi anh em, không hề ảnh hưởng đến sát thương hay là tầm nhìn mà chiêu cuối Terry đem tới, nên anh em biết là được. Chỉnh sửa Kret, meta tank đang nổi lên với những vị tướng như là Ibanez, Thane, Toro, Madoc. Và câu hỏi đặt ra là Kret đang ở đâu? Nhiều anh em rất muốn Kret xuất hiện ở rank và giải nhiều hơn, nhưng Kret có một cái bug anh em có thể chưa biết. Sửa lỗi chiêu 2 của Kret khi nhảy qua tường sẽ tiếp đất bất thường, một cái lối nhỏ Kret khi chúng ta dùng chiêu 2 nhảy qua tường mà thôi, nhưng có vẻ chỉ là lối hoạt ảnh và không ảnh hưởng quá nhiều đến khả năng búp giáp đâu anh em. Chắc sửa tí để ra skin bạch tường lao tam SS của Kret cũng nên, đúng không? Chỉnh sửa Bonnie, có anh em nào đeo rank với Bonnie nhiều không? Giải thì có vài lần Bonnie được chơi rồi, nhưng ở rank có vẻ anh em chưa hào hứng cho lắm. Nhưng đội ngũ chỉnh sửa đa chú ý cô nàng khi sửa bug. Sửa lỗi khi phe kẻ địch không có tầm nhìn nhưng vẫn có thể thấy chiêu 1 của Bonnie. Dựa vào chiêu 1 của Bonnie bị lộ, kẻ địch có thể phần nào đoán được vị trí của cô nàng hoặc là cái vị trí cô nàng đặt thỏ để né, từ đó cảnh giác hơn. Nhưng sau khi sửa sẽ khác các bạn ơi. Video ấy giúp anh em xúc đam bất ngờ hơn, nhiều người chơi hơn đúng không? Sửa là vui rồi. Chỉnh sửa Dexter, Dexter có bug này, không biết anh em nào dính chưa. Sửa lỗi Dexter tung liên tiếp chiêu 1 và chiêu 2, dẫn đến hiển thị phạm vi 2 chiêu cùng lúc. Cái này thực sự trạm game không chơi Dexter quá nhiều nên không quá rõ ràng cái bug này nó sẽ ảnh hưởng ra sao. Vậy theo anh em hay chơi Dexter có thể giải thích cho TNG được không? Có phải là hiển thị hai vòng phạm vi kỹ năng cùng lúc đúng không nhỉ? Nếu chỉ là hiển thị thì nó không quan trọng lắm, vì khi chúng ta spam nhanh kỹ năng không tránh khỏi. Chưa hết đâu, còn cái bug nữa cơ. Sửa lỗi Dexter đang tụ chiêu 1 mà bị hạ, chiêu vẫn tung ra và gây sát thương chứ không hề bị ngắt. Một cái bug cực kỳ có lợi cho anh em chơi Dexter sẽ bị sửa sau khi cập nhật phiên bản mùa S2 2024. Cái lỗi này khá giống trường hợp của chiêu 2 Ibanez, chiêu 1 Madoc, đôi khi là lôi điểu Tulen đó anh em. Anh em xem giải sẽ thấy SGP Khoa bị hạ vẫn sử dụng chiêu 2 của Ibanez vỗ về đối thủ là hiểu rồi. Kiểu là dù chúng ta bị nằm lại nhưng địch vẫn phải chịu sát thương của chiêu. Khi nào tới lượt sửa Ibanez và chiêu 1 Madoc ta? Chỉnh sửa Aisa, số phận không hề ủng hộ Aisa, hiện tại rất là khó cạnh tranh ở mid và đi trợ thủ, lại còn ăn ngay sửa bug. Ôi trời ơi, đợt này đội ngũ chỉnh sửa, sửa lỗi khi Aisa tung chiêu cuối ở rìa tường, tướng sẽ bị chặn ở đằng trước. Dễ hiểu hơn nhá, sửa lỗi khi Aisa tung chiêu cuối ở rìa tường, các người chơi di chuyển rìa tường sẽ bị chặn lại. Cái này hiểu đơn giản một chút thì khi Aisa ném chiêu cuối vào rìa tường có tướng địch thì địch sẽ bị kẹt đó. Nhưng anh em yên tâm là sau khi sửa thì sẽ được khắc phục. Cái bug này tính ra 50-50 phết anh em nhỉ. Chưa hết đâu, không chỉ một mà là hai bug. Sửa lỗi Aisa khi lên trang bị phép, máu của tín nhị khi hồi sinh không được đầy. Hay dễ hiểu, số công phép của Aisa không tính vào cho tín nhị khi hồi sinh. Sau khi sửa nha, thì anh em không phải lo cái bug này. Sửa xong, tín nhị sau khi hồi sinh sẽ đầy cái máu và số máu sẽ được tăng thêm nhờ cái lượng trang bị phép Aisa mua thêm vào. Với pha kiểu giao tranh hay là ép trụ, một con tín nhị phun cây máu sẽ tăng được khá sát thương đó. Chỉnh sửa Phoenix, được tăng sức mạnh liên tục, xuất hiện ở rank và giải đấu nhiều hơn. Rõ ràng việc chỉnh sửa Phoenix đang đi đúng hướng, giúp Phoenix càng ngày càng được anh em chơi nhiều hơn. Cải thiện hiển thị sát thương chiêu 1 của Phoenix, hiện tại thanh máu trên đầu sẽ hiện trước cái lượng sát thương dấu ấn của chiêu 1 đã bộc phá ra. Hay dễ hiểu, chiêu 1 Phoenix sẽ hiển thị thêm cái dự báo cái lượng máu mất ở thanh máu sau khi nổ. Chỉnh sửa này giúp cho anh em chơi Phoenix cần sát thương tốt hơn, mà kẻ địch cũng có thể tính toán để thể ao nhê Phoenix với thuẫn thạch, cầu băng xương hay là hồi máu chẳng hạn. Nói chung là vừa lợi vừa hại, chỉ là theo trạm game lợi nhiều hơn hại khi ta để căn chuẩn sát thương và dồn đam chính xác hơn. Và đó là 13 chỉnh sửa bất tướng tại phiên bản lễ hội 50 năm. Anh em nhớ chuẩn bị tinh thần cho big update mùa S2 2024 nhé. Còn thời gian big update ư, anh em cứ bấm vào đầu rank nó sẽ hiện ngày reset anh mà. Chỉnh sửa Krizik, đội ngũ chỉnh sửa họ cảm thấy rằng Cock
chạy vẫn chưa đủ nhanh nên họ búp thêm một tí tốc chạy cho anh ta. Tốc chạy cơ bản được tăng thêm 10 điểm. Búp vậy nhìn thì ít, nhưng nếu cộng thêm tổng của cả phù hiệu, ngọc, kỹ năng, cóc, trang bị như là giày Hermes nè, thì tốc chạy cũng ok đó chứ. Lỡ cóc thích nha, lên thêm quả đồ trợ thủ tăng tốc chạy mới ra thì mắc 800 điểm, chạy thoải mái tiếp cận luôn. Đôi khi cóc chỉ cần nhanh một chút đã thể mở tranh và em ngay giao tranh. Hiện tại cóc ở đấu trang vọng vẫn đang rất là nổi bật, đặc biệt là Oanta Han nha, đánh vẫn cực kỳ ghê. Và sau cú búp này, Trảm Game nghĩ rằng cóc sẽ được nhiều anh em tận dụng và đeo rank hơn. Chỉnh sửa Roxy. Người chơi Roxy cần phải chịu rủi ro khá lớn khi sử dụng chiêu cuối của mình, nhưng tác dụng khống chế của nó lại không ổn định, khiến lợi ích của kỹ năng này không tương xứng với rủi ro. Đó là lời van của đội ngũ chỉnh sửa, nên họ quyết định là bắt tay hiệu chỉnh ngay Conan khi chỉnh sửa chiêu cuối từ khống chế bình thường trở thành áp chế. Anh em nếu từng cay cú bị Arum hay là Aether 6 thì nay là cay cú X2 khi bị Roxy tóm cổ cơ. Vì nên nhớ, keo lửa hoàn toàn để kết hợp cùng với tốc biến hoặc Louis để khiến chúng ta bị lên bảng điểm số. Những vị tướng như là Pro, Xena, Chauna từng khinh Roxy ra mặt thì giờ đây phải cụp cái pha xuống khi đối đầu với cô nàng. Và thanh tẩy hay là đồ giải cũng trở nên vô dụng trước keo lửa. An ủi cho kẻ địch khi đối đầu Roxy một chút là thời gian kéo chỉ được cố định là 1,5 giây thay vì mắc là 2,5 giây như trước đây. Tất nhiên, thời gian kéo không hề bị ảnh hưởng bởi đồ kháng hiệu ứng nhá, vì nó là áp chế mà. Sau cú sửa này, TNG nghĩ rằng ở giải, Roxy để quay trở lại mạnh mẽ hơn ở cả top và đi trợ thủ, vì châu bò không chơi ngon, đi keo khỏe và quan trọng phá kỹ năng rất căng. Hay tem mà gặp không dám phi quê luôn, kể cả thanh tẩy. Cộng một tướng tủ châm bảo hồn Zero rồi. Đánh rank thì chắc chắn rank cao khá hot, còn ở dưới trăm sao thì có thể là Oancha mới sử dụng. Theo anh em, chỉnh sửa như vậy, Roxy đi top đã mạnh chưa? Chỉnh sửa Minh là tướng được nhập khẩu từ vương giả Bích Diệu, nhưng khác số phận với Erin lắm. Ngay cả khi sau nhiều lần chỉnh sửa nha, hiệu suất của Minh vẫn quá mờ nhạt, nên đội ngũ chỉnh sửa phải tiếp tục tăng sức mạnh và hy vọng Minh sẽ trở thành lựa chọn đáng tin cậy khi anh em chơi trợ thủ. Nội tại gia tăng khả năng hồi phục cho cả bản thân và đồng đội được liên kết, hay dễ hiểu dù anh em lên semi, lên tank thì lượng máu hồi sau khi sửa đều nhiều hơn trước đây, đặc biệt là cái lượng máu tự hồi cho bản thân. Và điều chỉnh việc nâng chiêu ảnh hưởng đến công lý, công phép và song giáp. Từ nâng chiêu 2 tăng đồng thời cả công lý, công phép và song giáp thành nâng chiêu 2 tăng song giáp, nâng chiêu 1 tăng công lý và công phép. Hay dễ hiểu, nếu muốn tăng nhiều công lý, công phép cho đồng đội liên kết thì chúng ta nâng max chiêu 1. Còn nếu muốn đồng đội chiêu hơn, chúng ta nâng max chiêu 2 để liên kết. Sẽ khá khó dự đoán liệu Minh có trở lại mạnh mẽ ở giải hay là ở rank hay không. Vì rõ ràng, nếu xét ở một vai trò là một trợ thủ búp thuần túy thì Minh vẫn có phần thua Timmy và Helen. Còn ở rank thì cơ hội nào cho Minh đây, khi mà chị em chúng ta vẫn thích những vị tướng như Alice, Aiza, Ate rồi Helen hơn. Còn như Trảm Game nha, chơi trợ thủ và quan trọng phải có nhiều khống chế cơ. Theo anh em, tương lai của Minh ra sao? Chỉnh sửa Kane với mục đích ban đầu là hạn chế khả năng gây sát thương của Kane trong giai đầu ở một cái mức nhất định. Trước đây Kane đã bị giảm lần rồi nhá, nhưng xét theo tỷ lệ cấm hiện tại bên bảng xếp hạng đài, có vẻ như mọi người vẫn đánh giá cực cao với cái lượng sát thương Kane đang có. Vậy nên đội ngũ chỉnh sửa phải tiếp tục vào việc thôi. Chiêu 1, giảm sát thương gây ra ở cả sát thương gốc tăng lên cấp chiêu và cả sát thương được cộng thêm từ phần trăm công lý cộng thêm. Chiêu 2, sát thương nổ dấu ấn cũng bị giảm đi ở phần trăm máu đã mất của mục tiêu. Hiệu chỉnh này đúng như mục tiêu mà đội ngũ chỉnh sửa đưa ra, chính là giảm sát thương gây ra của Kane ở cả cú xoáy sát thương chiêu 1 và sát thương nổ của dấu ấn chiêu 2. Chắc chắn Kane sẽ cần nhiều thời gian và đồ sát thương hơn để thể bắt đối thủ. Nhưng khi bắc chiêu 1 được sửa, giờ auto tướng thấp máu nhất sẽ ăn 2 lần sát thương chiêu 1 cũng ổn đấy chứ. Theo anh em, Kane liệu được thả ra nhiều hơn không? Kiên gì hy vọng là anh em thả nhiều vào để chúng ta để thích là chơi. Chỉnh sửa Moren. Moren cuối cùng có thể ngẩng đầu lên trước những vị tướng xạ thủ khác. Đội ngũ chỉnh sửa lo ngại rằng trong meta hiện tại, bộ combo của Moren có vẻ khó chơi trong quá trình đi đường và giao tranh. Vậy nên phải sửa ngay. Cụ thể, nội tại thời gian duy trì tăng thêm 1 giây, dù cho song giáp nhận về có bị giảm, một sự cân bằng của nội tại khi duy trì lâu hơn. Đổi lại, Moren bớt trâu hơn so với trước một chút. Chiêu 1, cải thiện sát thương ở đòn đánh cường hóa, thay đổi cơ chế giảm một chiêu từ mặc định 0,5 giây thành giảm 10%. Sự thay đổi dạng hồi chiêu này nó không quá ảnh hưởng trừ khi Moren có 40% một chiêu và gia tăng thêm 0,5 tầm đánh khi anh em dùng kỹ năng. Không tệ nhưng vẫn chưa thực sự ưu việt so với vị tướng xạ thủ khác. Gia tăng khả năng hút máu từ cố định 15% thành 15% cộng 1 trên cấp độ chiêu. Cực kỳ ngon khi giúp cho Moren không cần đồ hút máu vẫn để trụ đường, hồi phục tốt cho tranh, giảm thêm một chút năng lượng khi anh em tung kỹ năng. Chiêu 2, thời gian hồi chiêu được giảm đi ở mọi cấp độ, cố định năng lượng dùng là 60, xài chiêu nhiều hơn, bớt tốn năng lượng hơn. Chiêu cuối, gia tăng sát thương gây ra, giảm năng lượng tiêu hao, thay đổi cơ chế làm chậm, từ dựa vào số nội tại để làm chậm, giờ làm chậm cố định theo cấp kỹ năng, loại bỏ sát thương tăng thêm từ stack nội tại. Chốt lại các điểm các bạn cần phải chú ý, thời gian duy trì nội tại lâu hơn đồng nghĩa là song giáp tồn tại lâu hơn, đòn đánh kép cường hóa khi dùng chiêu một đau hơn, xa hơn, hút máu căng hơn, làm chậm chiêu cuối ổn hơn, tốn ít năng lượng hơn khi anh em tung chiêu. Đối lại mất gì? Song giáp ít hơn, mất khả năng gây thêm sát thương dựa trên stack nội tại. Tính ra Moren đáng để chơi sau hiệu chỉnh nhá. Theo anh em, liệu Moren có bùng nổ như Phoenix hay không? Hãy comment dưới video nhé.
chỉnh sửa CDK. Đội ngũ chỉnh sửa mong rằng việc thay đổi cơ chế chúc cuối giúp CDK thể tỏa sáng hơn cho trận đấu và thoát được cái mác là xạ thủ kém cơ động. Giờ đây chúng ta thể dịch chuyển một cái đoạn nhỏ với chiêu cuối của CDK. Nên nhớ, địa hình tường ở tại mùa S2 này đa số đã được gọt mỏng rồi, thành ra CDK gần như có thể vượt mọi loại địa hình với chiêu cuối mới. Theo anh em, sửa như vậy CDK đủ cạnh tranh với vị tướng xạ thủ hot hiện nay chưa? Chỉnh sửa Daci. Với bộ kỹ năng đặc thù, Daci khiến đội ngũ chỉnh sửa khá đau đầu trong việc hiệu chỉnh. Sau lần làm lại bộ kỹ năng gần đây, họ vẫn nhận thấy rằng nhiều người chơi xạ thủ và pháp sư đã phản ánh rằng họ rất là khó chơi khi đối đầu với Daci. Tuy nhiên, trái ngược với điều này, tỷ lệ thắng của Daci tại mấy chủ đề Bắc Trung Thu chưa được như mong đợi của đội ngũ chỉnh sửa, nên họ quyết định búp thêm cho Daci, mặc kệ cho anh em chơi xạ thủ và pháp sư bên đài vẫn đang than khổ. Chiêu 1, thời gian hồi chiêu được cố định là 7 giây ở mọi cấp độ. Dù không còn miếng khống chế và không còn bị chọn là mục tiêu, nhưng miếng thương lớn cộng cường hóa sát thương là không hề tệ đâu khi anh em spam được nhiều hơn. Chiêu cuối, thời gian hồi chiêu được giảm ở mọi cấp độ kỹ năng, giúp Daci cải thiện khả năng bắt người và là tẩu thoát tốt hơn. Đôi khi không một giây cũng tạo nên sự khác biệt. Rõ ràng nhìn vào đấu trường vọng nha, chúng ta vẫn chưa thấy sự xuất hiện của Daci, trong khi Phoenix sau khi được búp 2 lần đã xuất hiện khá nhiều. Nên ta thì mong chờ Daci khi được áp dụng lần chỉnh sửa mới nhất vào giải có thể được chơi nhiều hơn chăng? Và theo anh em, liệu sau 2 lần búp này, Daci có như Phoenix hay không?